Có gì khác biệt giữa trái lôi và trái chấn động trong 15 phút? Chuyện là ngày hôm qua, lúc mà mình đang ngồi chiêu chiêu lướt comment thì mình thấy có một bạn bảo mình là làm trái lôi với trái chấn động đi. Làm luôn, nhưng mà bây giờ số nghèo khổ bao kín thân em. Không có trái lôi má ơi. Thôi đi ăn xin tiếp. Ở đây có ai không ta? Mika ơi, hôm nay bà có thấy cái gì lạ lạ không? Hôm nay bà có thấy bà xinh đẹp hơn mọi ngày không? Hôm nay bà có thấy bà toát lên một vẻ gì đó rất là hiền tử, rất là nhân hậu không? Ui, ngại quá, đây, qua đây, tôi lì xì cho cái lôi này. Mời đẹp. Ê, từ từ, Rika ơi, đứng lại cho tôi test một tí ơi. Tôi nghe nói là trái lôi này đam của nó cũng hơi bị ok đấy. Đứng lại cho tôi đánh mấy cái rồi. Không có đâu. Thì bây giờ mình sẽ qua C3 cầm trái chấn động và tấn công với con quái này xem như nào nhé. Mà phải công nhận một điều là trái chấn động dùng chiêu nào thì nó cũng rung lắc kinh khủng khiếp ấy. Lại đèo.